Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 351: Đáp án. Rầm. Người ổn trọng tiền đồ vấp vào ngưỡng cửa, ngã sắp xuống đất. Chu Thanh, Tạ Tiểu Hoa. Không đợi Chu Thanh có phản ứng, Tạ Chi Phi đã vội bò dậy. Nói, xảy ra chuyện lớn gì, Tiểu Bùi ra bóp cổ mình. Sau khi biểu diễn như vậy vài cái mới nói. Cha ta nói, cổ nàng bị người ta bóp vừa xanh vừa tím vừa sưng, sắp tắt thở rồi. Tả Chi Phi tức giận ngập trời, lập tức lao ra. Ai bóp? Còn ai nữa? Lục, ta tổng quản, ngươi đi làm việc đi. Chu Thanh, ngươi ra ngoài cửa trông coi. Tả Chi Phi kéo Bùi Tiếu đi vào thư phòng. Bùi Tiếu chợt nghĩ đến bốn chữ cách tường có tai. Chu Thanh chờ hai người vào nhà thuận tay đóng cửa lại, vững vàng đứng ở cửa. Là người bên cạnh lục thời, thật không phải là thứ gì tốt, có thể ra tay tàn nhẫn với cô nương nhỏ như thế, đúng là nương nó khốn nạn quá. Ánh mắt tạ chi phi lạnh đi. Cha ngươi còn nói gì nữa? Cha ta. Tiểu bùi ra thở dài. Kêu chúng ta nhắc nhở Yến cô nương, kiềm chế một chút, coi chừng mạng nhỏ. Tạ chi phi chỉ vào cổ. Cha ngươi giúp nàng xem chưa? Cho thuốc khử bầm, cũng không biết nàng có bôi không? tiểu bùi ra vừa nghĩ tới chiếc cổ như bạch ngọc của Yến Tam Hợp bị bóp không ra dáng người, thực cực kỳ tức giận. Nương nó, không nói thì không nói, mắc gì lấy mạng người, có còn vương pháp hay không? Ta thấy hắn là có tật giận mình. Tả Chi Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, không lên tiếng. Một người bị vạch trần, sẽ cho cùng rất dậu, bởi vậy có thể thấy được chuyến này của Yến Tam Hợp không được thuận lợi. Với tính tình của nhà đầu này thì chắc chắn sẽ không cam tâm, chắc chắn sẽ tìm cơ hội tới cửa, hắn nên giúp nàng như thế nào đây tạ ngũ thập ngươi nói một câu đi không có gì để nói cả ngươi đến xem nàng đi vậy còn ngươi sao chuyện gì cũng kéo ta vào thế hả tạ chi phi xoay người bất mãn nói lúc động phòng có phải cũng muốn kéo theo ta không ngươi đánh rắm đây là cơ hội tốt nhất để ngươi lấy lòng có lý lắm tiểu bùi ra không nói hai lời đã đi ra ngoài đi vài bước lại quay trở về ta cũng không thể tay không đi đi, sách cái gì đi nhỉ. Muốn sách cái gì thì sách cái đó. Tạ Chi Phi đã hơi không kiên nhẫn. Chuyện nhỏ này ngươi còn tới hỏi ta, đầu mọc trên cổ làm gì, để trang trí sao. Trong lòng tiểu bùi đang nhớ đến Yến Tam Hợp, hiếm khi không so đo với y. Tạ Chi Phi vừa thấy hắn đi vội vàng như vậy, toàn thân lại hơi không thoải mái, ngã đầu nằm xuống giường, thầm nặng trịch. Nằm một hồi, hắn ngồi bật dậy, tháo ngọc bội bên hông ra. Mặt trước thì đến thăm nàng, mặt trái thì không. Ném lên. Mặt trái. Ánh mắt Tả Chi Phi ảm đạm, tự tìm lý do cho mình. Không tính, làm lại lần nữa. Ném lên, mặt trái, ba ván thắng hai, ném, vẫn là mặt trái. Tả Chi Phi ngẩn người, ngã đầu vào giường, thầm trời ầm lên, ông, ông đây đi xem muội muội nhà mình một chút thì sao chứ? Sao lại không cho ta đi? tiểu bùi ra không mang theo gì đã dẫn người đi đến biệt viện. Yến Tam Hợp vốn đã ngủ, nghe nói hắn đến thì vẫn cố gắng đứng lên gặp mặt. Trên cổ không có gì che, nhìn thôi mà giật cả mình, bùi tiếu vốn dĩ đã viết sẵn từ ngữ định nói trong bụng, nhưng vừa thấy cổ của Yến Tam Hợp thì đã quên hết, chỉ còn lại mấy từ chửi rùa. Yến Tam Hợp nghe hắn mắng một hồi, rồi che miệng ngáp một cái ám chỉ mình mệt mỏi. Bùi tiếu nhìn thấy cũng coi như không nhìn thấy, hắn còn có lời muốn hỏi. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, Lý Bất Ngôn đã lại gần hỏi. Tiểu bùi gia, ngươi là từ bùi gia đến, hay là từ tạ gia đến thế? Tạ gia, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Không có gì. Lý Bất Ngôn nghiến răng cười cười. Giúp ta và tiểu thư nhà ta, gửi lời thăm tam gia. Tiểu bùi gia. Không còn sớm nữa. Yến Tam hợp đứng lên. Minh Đình ngươi về sớm đi, vết thương trên cổ ta bôi thuốc mấy ngày là khỏi rồi đừng lo quá đừng nóng vội bùi tiếu vội vàng gọi nàng lại phía lục thời tạm thời không có tiến triển nghĩ cách sau yến tam hợp dùng lời đơn giản nhất chặn lời hắn bất ngôn đưa tiểu bùi ra đi giúp ta tiểu bùi ra mời đi bùi tiếu nhìn đôi mắt híp lại của lý bất ngôn chợt hiểu được vì sao tạ ngũ thập lại nói người này tên phá đám yến tam hợp cởi quần áo ngủ đặt lại trên giường còn chưa kịp nghĩ gì thì Lý Bất Ngôn nằm xuống như một cơn gió, một tay chống đầu, ánh mắt thâm sâu nhìn nàng. Yến Tam Hợp, ngươi còn nợ ta một đáp án. Đáp án gì? Trên núi Mộc Lê, chuyện nam hoan nữ ái. Yến Tam Hợp học theo dáng vẻ của nàng, nhưng người chống đầu, không hề giấu giếm. Đáp án là ta quả thật có hào cảm với hắn. Đầu gỗ cuối cùng cũng thông suốt rồi. Lý Bất Ngôn mở to hai mắt, ý bảo nàng tiếp tục nói ở dưới chân núi Mộc Lê, lúc hắn bị thương, ta không khống chế được ánh mắt của mình. Sau khi hắn nhận ra, đã rời mắt đi, trong khoảnh khắc đó, ta đột nhiên hiểu ra một chuyện. Chuyện gì? Yến Tam nhắm mắt, nhớ lại cảnh tượng kia, cảm giác bất lực như nghẹn ở cổ họng lại sông lên. Ánh mắt của một người không thể lừa được, thích hay không thích đều giấu ở bên trong. Ánh mắt hắn khẽ rời đi, khiến cô có cảm giác như mình đang ngủ thì cơ thể bỗng nhiên rơi xuống cả người như lơ lửng trên không. Vừa rồi bất ngôn hỏi tiểu bùi ra từ đâu tới, tiểu bùi ra nói là từ tạ ra, vậy có nghĩa là tạ chi phi cũng biết cổ nàng bị thương. Hắn không đến, thực ra cũng là một kiểu bày tỏ thái độ. Có lẽ hắn chỉ tò mò với ta, có lẽ là bận tâm tạ ra, có lẽ là đùa giỡn, tóm lại không thể cho là thật, cũng không nên cho là thật. Làm đầu gỗ suốt 17 năm, lần đầu tiên thấy rung động, chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, nhưng điều này cũng đủ khiến lý bất ngôn xót xa bất ngôn ngươi không cần lo lắng cho ta yến tam hợp nằm xuống nhìn đỉnh màn nhất là sau khi ta nhìn thấy lục thời ta càng hiểu được một đạo lý từ xưa đa tình đã luôn phụ lòng nữ nhân nói hay lắm lý bất ngôn cũng nằm xuống theo vẻ mặt hơi thở ơ chúng ta đều phải quản cho trái tim mình không quản được nghĩ đến đường chi vị yến tam hợp thầm nghĩ nói ra hết lời trong lòng Yến tam hợp mới có một đêm ngủ ngon không mộng mị. Sáng sớm hôm sau, nàng dùng xong điểm tâm, đi cùng Lý Bất Ngôn thẳng đến trạm dịch. Làm tiêu cục, trời Nam Biển Bắc đều có phân bộ của bọn họ, phân bộ còn gọi là trạm dịch, trạm dịch của Hàn Gia Bảo ở Kinh Thành, tỏa lạc ở đường cái phía đông. Yến tam hợp móc ngọc bội ra đặt ở trên bàn. Quản sự mặc áo xanh vừa nhìn ngọc bội kia, vừa âm thầm giật mình, tiểu cô nương tuổi còn trẻ, trong lòng lại cầm ngọc bội của chủ tử họ gặp ngọc bội như gặp người quản sự vội hỏi ta giúp gì được cho cô nương yến tam hợp ta muốn các ngươi giúp ta hỏi thăm một người quản sự vừa nghe lời này đã biết cô nương này là một chuyên gia tiêu cục hàn ra bề ngoài là đi tiêu chuyển hàng nhưng rất ít người biết ngoại trừ đi tiêu tiêu cục còn bí mật cũng nhận vài việc tìm hiểu tin tức điều kiện đầu tiên là giá cả cô nương muốn hỏi thăm ai yến tam hợp lấy một phong từ từ trong ngực ra đưa tới trước mặt quản sự. Trong này có tên của ta, còn có người ta muốn hỏi thăm. Nếu ngươi không quyết định được, có thể gửi bồ câu xin chỉ thị của bảo chủ các ngươi, hai ngày sau ta lại đến. Dứt lời, nàng đứng dậy, sóng vai cùng Lý Bất Ngôn ra khỏi trạm dịch. Đám quản sự thấy người đã đi xa, lấy thư ra xem thì chợt kinh hãi. Chương 352, Phi Bảo. Từ trạm dịch đi ra, hai người lại đi về phía trà phường. Nói đến uống trà, Lý Bất Ngôn lại có thêm một bụng bực. Trong quán trà có rất nhiều người bàn luận về lục thời, nhưng ai nấy đều khen y như một đóa hoa. Nếu không phải là trước đó biết được việc người này làm thì nàng cũng có ảo giác, tên lục thời này đúng là một thanh quan trước nay chưa từng có. Còn nghe người khác khen hắn như thế nữa ta sẽ nôn mất, ghê tởm quá. Yến Tam Hợp bình thản. Bây giờ ghê tởm bao nhiêu, đến lúc lột ra sẽ sảng khoái bấy nhiêu. Vậy ta nhìn. Lý bất ngôn không cần nhịn. Bởi vì hôm nay trong quán trà hôm nay đều nói về một người khác. Vị công tử bột nhà tạ đạo chi, tạ tam gia. Nghe nói chưa, tạ tam thăng trước rồi, tổng chỉ huy sứ đó. Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, sao có tư lịch này được. Còn không phải ý vào việc cha có quyền có thế sao. Có làm quan lớn hơn nữa thì cũng là quỷ đoàn mệnh sống không lâu thôi. Sống lâu như vậy làm gì, hắn ăn sơn hào hải vị, uống kim tương ngọc dịch, ngủ với hoa khôi xinh đẹp gì cũng đều hưởng thụ cả rồi. Chỉ có dân chúng chúng ta, rảnh ra chỉ có thể sờ ai à nữ nhân của mình thôi, thật vô vị. Ha ha ha. Trong tiếng cười, Lý bất ngôn đưa môi đến bên tai Yến Tam Hợp. Hôm qua bọn họ vội vàng vàng rời đi, hẳn là vì chuyện này. Yến Tam Hợp gật đầu, ngón tay chấm một chút nước trà, viết lên bàn một chữ. Tôn, chấm. Tạ Tam gia thăng chức, 89 phần 10 là nhờ người này. Về phần dụng ý, tất nhiên là thừa dịp Hán Vương không ở trong kinh, nhấc quân cờ mình bày ra lên trước, dù sao hoàng đế tuổi tác cùng không nhỏ nữa. Tiếc ghê, Lý bất ngôn bóng gió nói. Khuôn mặt tuấn tú kia nhìn không giống tổng chỉ huy sứ. Yến tam hợp. Vậy giống cái gì? Lý bất ngôn cười gần một tiếng. Giống như tiểu quan treo biển hành nghề một đêm năm ngàn lượng. Yến tam hợp mỉm cười. Nhà đầu này còn bất bình thay nàng nữa ở quán trà chân đều ngồi tê giải, uống một bụng nước, nghe một bụng chuyện phong lưu của Tam gia, còn về lục thời, lại chỉ nghe được lác đác vài câu. Yến Tam hợp hoàn toàn không chán nản. Chuyện lục thời đã ồn ào mấy ngày nay rồi, chuyện Tam gia thăng quan lại đang nóng hổi. Thế đạo này là kiểu triều đại xếp lên triều đại khác, mỗi ngày trôi qua tất nhiên cũng là chuyện ồn ào này chồng lên chuyện ồn ào khác. Ngồi hơn một canh giờ, nàng và Lý bất ngôn mới hồi phủ, cô ý vòng qua cửa lục phủ, thì thấy hai cổng trước đóng chặt, trước cửa không thấy bóng dáng ai. Là bởi vì lành bệnh có thể vào chiều, cho nên thái y viện, cẩm y vệ đều không cần quay lại sao. Về phủ, thang viên ra nghênh đón, vừa thay quần áo rửa mặt cho Yến Tam Hợp, vừa lại nhảy chuyện tả tổng quản đưa sâm đến cho Lý bất ngôn dưỡng thương. Yến Tam Hợp nghe thế thì bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần. Tả tổng quản không thể biết chuyện Lý bất ngôn bị thương, càng không thể tự tiện đưa đồ đến đây, hẳn là do tạ chi phi dặn dò. Nàng sờ cổ mình, nói rất khẽ với Lý Bất Ngôn. Nếu ta còn không nhìn ra nữa đúng là đồ ngốc. Lý Bất Ngôn gặp một miếng lê, thầm nghĩ loại người như tạ chi phi, có tặng không nàng cũng chẳng cần. Lúc thích cũng âm thầm, lúc không thích cũng âm thầm. Nương nó chứ, sao chẳng quang minh lỗi lạc gì thế? Thang viên, băm hai cây nhân sâm kia cho chó ăn. Đừng nghe lời nàng, thang viên. Yến Tam hợp nói. Đưa phòng bếp nấu canh, để Lý cô nương tẩm bổ. Hai cây nhân sân già khiến Lý bất ngôn bổ đến chảy máu mũi. Yến Tam hợp thì nhân lúc đang rảnh rồi sắp xếp lại chuyện và nhân vật xung quanh đường chi vị. Sau khi sắp xếp, mỗi lời nói cử chỉ của đường chi vị khi còn sống đều trở nên rất sinh động trong đầu. Suốt hai ngày, Yến Tam hợp đều ở nhà không ra khỏi cửa. Ngày thứ ba, trời còn chưa sáng nàng đã đánh thức Lý bất ngôn, hai người thay nam trang chưa ăn điểm tâm đã đi thẳng đến lục phủ yến tam hợp không quên hôm nay là ngày lục thời lên chiều nàng muốn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của người này lúc đi bộ đến gần nhà lục thời thì trời vừa tờ mờ sáng lý bất ngôn tìm một gốc cây lớn bảo yến tam hợp trèo lên còn mình thì nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường hôm đó các nàng cố ý đi vòng qua nhà lục thời là muốn tìm một vị trí quan sát tốt nhất không bao lâu cánh cửa đỏ mở ra, hai kiệu phu khiêng một cỗ kiệu đi ra. Một lát sau, quản sự lục đại đỡ lục thời bước ra khỏi ngưỡng cửa cao. Lục thời đứng lại trước kiệu, ngẩng đầu, ưỡn ngực, đưa tay sửa lại quan bào, chỉnh mũ quan. Lục đại vén rèm đỡ hắn lên kiệu. Toàn bộ quá trình không ai mở miệng nói một câu, lại nhìn yến tam hợp trên cây, lý bất ngôn trên tường chợt kinh hồn bạt vía. Lục thời này, lại mặc một bộ phi bào. Ai nhìn mà không kinh hồn bạt vía chứ? Ngự sử mặc phi bào, là muốn buộc tội quan viên, các văn võ bá quan sợ hãi, không biết hôm nay ai là quỷ xui xẻo đây. Hoàng Thái tôn triệu diệp thời cũng ở trong đội ngũ thượng triều, quay đầu nhìn thấy bộ phi bào thì khóe mắt co rúm. Hắn cố ý chậm bước lại, chờ lục thời đến gần. Điền hạ. Lục thời không người hành lễ với triệu diệt thời. Lão đại nhân không cần đa lễ. Triệu diệt thời đưa một tay ra đỡ sức khỏe có tốt hơn chưa? lục thời cao giọng cười phiền điện hạ lo lắng lão thần đã khỏi bệnh rồi triệu diệt thời nhìn phi bào trên người hắn khỏi bệnh là tốt rồi mấy ngày trước bệ hạ vì chuyện của ngài mà ăn không ngon hoàng ân minh mông cuồn cuộn giọng lục thời nghẹn ngào lão thần có tài đức gì khiến bệ hạ lo lắng như thế lúc này có vô số ánh mắt nhìn qua triệu diệt thời bình tĩnh lại lão đại nhân vào chiều đi điện hạ Mời ngài. Chiều sớm của Hoa Quốc, đặt ở điện Thái Hòa. Hoàng đế còn chưa tới, nếu như là bình thường, văn võ bá quan đã châu đầu ghé tai tán gẫu vài câu nhàn rỗi rồi. Hôm nay điện Thái Hòa lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ sợ vận xui rơi vào trên đầu mình. Thế nhưng hôm nay hoàng đế lại cứ bắt đợi trái đợi phải, có mấy quan viên trên mông chùi không sạch, lại nhát gan như chuột, sốt ruột muốn sủi bọt mép. Hoàng thượng giá lâm. Vĩnh Hòa Đế mặc một thân hoàng bào viện tay nội thị, chậm rãi đi ra từ nội điện, các bá quan vội quỳ xuống đất hành lễ, hô ba tiếng vạn tuế. Vĩnh Hòa Đế ngồi lên ghế rồng ỉ, tầm mắt dừng lại trên bộ phi bào, im lặng một lúc lâu mới mở miệng nói. Chúng ái khanh bình thân. Bách quan đồng loạt đứng dậy, liếc trộm lục thời một cái, tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Lục thời tiến lên một bước, nghiêm mặt nói. Bệ hạ, thần có chuyện muốn tấu. Vĩnh Hòa Đế khoát tay. Lão ngựa sử vừa khỏe lại, hôm nay nghỉ ngơi đi, có tấu gì ngày mai lại đến. Lão thần tạ ơn bệ hạ, nhưng chức trách trong người, không dám đợi đến ngày mai. Lục thời tiến lên một bước, lấy tấu chương buộc tội ra. Thần hôm nay vẫn là buộc tội đại thái giám nghiêm như hiền. Bách quan vừa nghe, thầm nghĩ lão ngựa sử này bệnh hồ đồ rồi à, nhà của nghiêm như hiền đã bị xét rồi, còn buộc tội gì nữa. Vĩnh Hòa Đế cũng hơi biến sắc. Lục đại nhân buộc tội gì của hắn? Thần buộc tội hắn nhúng tay vào khoa thi mùa xuân, âm thầm thao túng tiền đồ học trò thiên hạ. Dứt lời, cả đại điện im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Chương 353, trùng hợp. Tân quan nhậm chức ba mùi lửa. Ngọn lửa đầu tiên của tà tổng chỉ huy sứ là mời đồng liêu vui chơi giải trí. Ngọn lửa thứ hai là đưa người đi câu lan nghe nhạc. Ngọn lửa thứ ba càng ghê gớm hơn, phát cho mỗi thị vệ năm lượng bạc, dũng mỹ danh là khao bọn họ. Ba ngày tốn gần một ngàn lượng bạc, làm gì còn ai để ý đến tư lịch của tà tổng chỉ huy sứ có đủ hay không nữa. Tất cả chỉ nhớ hắn hào phóng nghĩa khí ra sao. đi theo một lão đại như vậy, từ nay về sau các huynh đệ binh mã ti ngũ thành có thể ăn ngon uống say, cuộc sống có hy vọng rồi. tạ lão đại ngâm trong rượu mấy ngày liền, sau đó bắt đầu tuần tra toàn bộ thành tứ cửu. dùng ngựa cao, yên tốt, các huynh đệ phía sau cũng đều uy phong lẫm liệt, chỉ tiếc tả lão đại lại ngáp liên tục, dáng vẻ bộ uể oải không phấn chấn. Các đại cô nương tiểu tức phụ trước đây nhìn thấy, còn thầm u oán tiểu kỹ nữ không biết xấu hổ nào, đêm qua đã ép khô tinh huyết của tả đại nhân chúng ta như thế. chợt có tiếng vó ngựa từ xa đến gần, tả chi phi miễn cưỡng mở mắt thấy người đến là chu thanh, vội xoay người xuống ngựa. chu thanh không đợi ngựa thu móng ngựa, đã nhảy xuống. Đi tới thấp giọng nói. Trong cung truyền ra tin tức, lục thời buộc tội nghiêm như hiền nhúng tay vào khoa thi mùa xuân, điện hạ bảo ra để tâm một chút, tránh cho đám thư sinh gây chuyện. Tả chi phi biến sắc, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, chẳng còn chút huệ hoài nào. Hắn vẫy tay với mấy tâm phúc phía sau, đám tâm phúc vội vây quanh, chờ lão đại bọn họ lên tiếng. Thế nhưng lão đại lại giống như chúng ta, hai mắt đột nhiên thẳng tắp, không rên một tiếng. Các tâm phúc không rõ nguyên nhân gì, dùng ánh mắt hỏi Chu Thanh. Lão đại làm sao vậy? Chu Thanh vội vàng dùng huyết tả chi phi. Tả chi phi chợt hoàn hồn, lập tức nói. Lập tức thông báo cho tất cả huynh đệ, ra phố tuần tra hết, phía quốc tử giám và trước cửa lễ bộ phái thêm vài người. Vâng, Chu Thanh, ngươi truyền tin này cho Yến Tam Hợp. Chu Thanh không hiểu. Ra, việc này. Sắc mặt tả chi phi hiếm khi nghiêm nghị nói. Bước sông dài, mau đi đi. Chu Thanh lập tức xoay người lên ngựa chạy đi. Tả Chi Phi nhìn một người một ngựa biến mất trong tầm mắt, đôi chân mày nhíu chặt. Hắn vừa mới sướng sờ cái gì thế? Ngạc nhiên vì sao lại là một vụ án gian lận khoa thi mùa xuân? Sao lại trùng hợp như vậy? Yến Tam Hợp vừa về đến nhà dùng điểm tâm, nàng ăn chén cháo mà chẳng yên lòng, Lý Bất Môn cũng ăn rất chậm, nàng còn nhai kỹ nuốt chậm. Một miếng cuối cùng hắn xong thì Chu Thanh xông tới, còn chưa kịp thở đã nói. Yến cô nương, có một tin tam gia bảo ta tới nói cho ngươi biết, hôm nay lục thời mặc phi bảo vào chiều, lại buộc tội nghiêm như hiền. Yến tam hợp thốt ra. Buộc tội gì của hắn? Nhúng tay vào khoa thi mùa xuân. Mỗi chữ đều giống như một cái búa đập xuống, khiến Yến Tam Hợp chợt nghĩ đến một câu, sao trùng hợp như vậy? Yến cô nương, trong nhà môn còn có việc, ta đi về trước. Chờ chút, Tam gia bảo ngươi truyền tin tức này cho ta, là có dụng ý gì? Chu Thanh lắc đầu, thầm nghĩ ta còn chẳng biết đây nè. Đi đi. Một tia nắng sớm chiếu nghiêng vào trong phòng chính, Yến Tam Hợp nhìn những hạt bụi lơ lửng trong ánh mặt trời, sự nghi ngờ trong mắt càng lúc càng nhiều. Gian lận khoa thi mùa xuân, đường kỳ lệnh. Gian lận khoa thi mùa xuân, nghiêm như hiền. Hai chuyện này cách nhau gần 30 năm, căn bản không thể nào liên quan được. Thứ duy nhất có thể liên quan, đó là lục thời là học trò của đường kỳ lệnh mà chuyện của nghiêm như hiền này lại là lục thời buộc tội tiểu thư tiểu thư tiểu thư hả yến tam hợp mờ mịt ngẩng đầu nhìn thang viên trước mặt chuyện gì thang viên tiểu thư bên ngoài có một người tên hàn hú muốn gặp tiểu thư không đợi yến tam hợp mở miệng lý bất ngôn đã ném xuống một câu ta đi đón hắn sau đó thì không thấy bóng dáng đâu yến tam hợp cũng đứng lên Thang Viên, pha trà, chuẩn bị điểm tâm, ta tiếp khách ở thư phòng." "Vâng." Thang Viên đáp một tiếng, trong lòng bắt đầu tò mò. Từ lúc tiểu thư dọn đến đây chưa bao giờ tiếp khách ở thư phòng, Hàn Hú này là ai? Nàng chưa từng nghe nói đến. Trong thư phòng cũng có ánh nắng mùa thu chiếu vào. Thang Viên vừa pha trà xong, đã thấy Lý Bất Ngôn dẫn một nam tử trẻ tuổi đi vào. Nam tử kia mày kiếm, mắt sao, mũi rất thẳng. Cằm hơi tròn, làn da hơi đen, thân hình cũng hơi mỏng manh. Thang viên không dám nhìn nữa, vội lui về phía bên cạnh, cúi đầu mà đứng. Nam tử đi qua trước mặt nàng, đứng lại trước thư án, ôm quyền với Yến Tam. Yến cô nương, vẫn khỏe chứ? Yến Tam hợp nhìn hắn, ánh mắt cong lên. Hàn bảo chủ, đã lâu không gặp. Hàn hú cũng cười. Hai năm lẻ bảy tháng hai mươi mốt ngày. Yến Tam hợp, nhớ rõ như vậy sao? Hàn hú. Tất cả những gì liên quan đến Yến cô nương, ta đều không dám quên. Thang viên vừa nghe lời này, theo bản năng ngẩng đầu, lại nhìn thấy tiểu thư nhà mình cười duyên, không khỏi thấy hoảng sợ. Cô đi theo tiểu thư lâu như vậy, thế nhưng chỉ thấy biểu cảm hờ hững, lạnh lùng trên mặt nàng. Cho dù là cười, cũng chỉ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, khẽ cong môi thôi, chưa từng có lúc cười duyên, hơn nữa còn cười với một nam tử. Thang viên, ngươi đi làm việc đi vâng tiểu thư thang viên mặc dù rất khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều vội vàng đóng cửa rời đi hàn bảo chủ mời ngồi hàn hú ngồi xuống cầm lấy chung trà nhấp một ngụm rồi đặt xuống sau đó lấy ngọc bội từ trong ngực ra đặt lên bàn lấy ngọc bội lại đi đưa ta một ngàn lượng bạc ba ngày sau sẽ có tin tức yến tam hợp khẽ à một tiếng tỏ vẻ không hiểu lắm đại ân đại đức của cô nương Hàn Hú không bao giờ dám quên, chuyện nhỏ này không cần đến ngọc bội. Chỉ là người nọ thân phận đặc biệt, hắn không tính là đặc biệt. Bất ngôn, đi lấy một ngàn lượng bạc. Vâng. Bạc đưa đến, Hàn Hú nhận lấy nhét vào trong ngực, ôm quyền với Yến Tam Hợp. Cáo tử. Yến Tam Hợp lần đầu tiên giữ khách lại. Đừng nóng vội, uống hết chung trà này với ta rồi đi. Hàn Hú im lặng liếc nặng một cái. Được. Không ai mở miệng nói nữa, một chung trà, im lặng uống xong. Yến Tam Hợp đột ngột hỏi. Có thể thêm một ngàn lượng, giúp ta điều tra một người không? Hàn hú. Ai? Yến Tam Hợp. Đại thái giám nghiêm như hiền vừa bị xét nhà. Không được. Hàn hú quả quyết từ chối. Hàn gia bảo có một quy củ, không điều tra người trong cung. Yến Tam Hợp ấy náy. Là ta yêu cầu quá đáng, đi thôi, ta tiễn ngươi. Hàn hú lại liếc nàng một cái. Được hai người ra khỏi thư phòng sóng vai đi bước chân rất chậm vẫn im lặng như cũ đi tới cửa thứ hai hàn hú mới mở miệng nói tiễn đến đây được rồi ba ngày sau gặp lại yến tam hợp lại nhẹ nhàng à một tiếng hàn bảo chủ còn tự mình đưa tin sao hàn hú híp mắt ánh mắt bay trên cây hoa quế sau người yến tam hợp cách trung thu còn hai mươi ngày trong không khí đã thoang thoảng mùi hoa quế yến cô nương xứng đáng hắn chậm rãi nói. Vậy ba ngày sau ta chuẩn bị chung trà ngon, được. Hàn hú không nói gì nữa, xoay người xài bước rời đi. Lý bất ngôn đi theo phía sau hai người, nhìn theo bóng lưng hàn hú, bĩu môi. Vẫn là tính cách đó, chẳng hề thay đổi. Ừ. Yến tam hợp lơ đãng đáp. Đúng rồi, tam hợp, ngươi bảo hắn hỏi thăm nghiêm như hiền làm gì. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao. Yến tam hợp nhìn xuống mặt đất, nói rất chậm nghiêm như hiền đã xét nhà rồi, tại sao lục thời còn muốn gây khó dễ cho hắn? Lý bất ngôn nghĩ, đúng vậy, vì sao? chương 354, Vinh Quang. Trước cửa binh mã ti ngũ thành, Tạ chi phi xoay người xuống ngựa, ném dây cương cho thị vệ phía sau rồi bước vào phủ nha. Nhiệm vụ tuần tra đã được bố trí xong, thân là tổng chỉ huy sư chắc chắn phải tỏa chấn phủ nha, thuận tiện tiếp thu tin tức từ khắp nơi truyền đến. Mông mới vừa ngồi xuống, Trà nóng còn chưa uống miếng nào thì lão thủ trưởng Bạch Yến Lâm vội vàng đến. Hắn được thăng từ chức đô sát viện lên ngự sự tuần thành, trang phục võ tướng cũng đổi thành quan phục của văn thần. Bạch Yến Lâm cũng là tân quan nhậm chức ba mùi lửa, đang âm thầm tuần tra thành tứ cửu, ai ngờ lại thấy binh mã Ti Ngũ Thành đang ngầm hành động gì đó, vội chạy tới hỏi xem là tình huống gì. Tả Chi Phi không tiện nói thêm gì, chỉ hờ hững trả lời một câu nghe nói lão ngự sử buộc tội nghiêm như hiền nhúng tay vào gian lận trong khoa thi mùa xuân, không sợ việc to tát, chỉ sợ chuyện không may xảy ra. Biểu cảm của Bạch Yến Lâm rất khó nói. Tên nhóc này tạ chi phi ở trước mắt hắn nhiều năm, vừa không ra gì vừa lười. Sao vừa ngồi lên vị trí tổng chỉ huy sứ, sợi dây trong đầu lại trở nên nhạy bén như vậy. Đúng là phải đề phòng một chút. Khoa thi mùa xuân liên quan đến tiền đồ của mỗi một học trò, những người này một khi biết được có người làm việc gian lận, thì chắc chắn sẽ trở mặt. Đại nhân, đại nhân. Gã sai vặt của Bạch Yến lâm đầu đầy mồ hôi vọt vào. Nha môn gọi đại nhân trở về ngay lập tức. Chuyện gì, nói là lập tức tiến cung. Tiến cung làm gì? Bạch Yến lâm căng thẳng đứng bật dậy. Gã sai vặt gãi đầu. Tiểu nhân nghe nói là muốn hợp tác điều ta gì đó. Bạch Yến lâm vội nói với tạ chi phi. Ta đi trước, tên nhóc người chú ý một chút. Bạch lão đại, lão đại tả chi phi tiến lên, túm lấy cánh tay hắn, cười hì hì nói. Phía đầu kia của ngươi có tin tức gì, thì truyền cho huynh đệ một tin, mặt mũi của binh mã ti ngũ thành cũng là mặt mũi của lão đại ngươi. Bỏ ra, bỏ ra. Vẻ mặt bạch yến lâm ghét bỏ, mắt lại vội chấp hai cái. Tả chi phi giơ tay lên, dứt khoát ôm vai bạch yến lâm, thấp giọng nói. Người sử đài là nha môn nước rất trong, chỉ cần ta ở đây, ngũ thành cũng tính là của bạch lão đại một phần. Tên nhóc ngươi. Qua nương nó hiểu chuyện, hèn gì có thể tiếp nhận vị trí của ta. Nụ cười trên mặt Bạch Yến Lâm suýt nữa cứng lại. Không nói trước được, đi làm việc đi. Hắn mới vừa đi không bao lâu, Chu Thanh đã vội vàng trở về, đi tới bên tạ chi phi thấp giọng nói. Ra, đã đưa tin qua cho Yến cô nương rồi. Nàng nói thế nào? Nàng hỏi, tam gia nói tin tức này cho nàng là có dụng ý gì? Ta lắc đầu, nên nàng thả ta đi. Hai ngón tay Tạ Chi Phi đặt sau lưng khẽ vân vê vài cái. Nói tin tức cho nàng thực ra chẳng có dụng ý gì, chỉ là trực giác nói cho hắn biết phải làm như vậy. Trước cửa cung bố trí mấy huynh đệ của mình, vừa có gió thổi cỏ lay thì kêu họ nói với ta. "Vâng." Chu Thanh vội vàng chạy đi lại, trong chính đường to lớn chỉ còn lại một mình Tạ Chi Phi. Hắn chậm rãi thong thả đến trước ngưỡng cửa, ngẩng đầu nhìn trời, chẳng biết từ lúc nào mặt trời mùa thu vốn diễm lệ đã bị mây đen bao phủ, một trận gió lớn thổi qua làm rơi một chiếc lá khô. Lòng tạ chi phi không biết vì sao cứ cảm thấy bất an, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy. Trong điện Thái Hòa, buổi chiều sớm vẫn còn tiếp tục. Và tấu trương buộc tội cùng trình lên, còn có cả ba bó chứng cứ gian lận nghiêm như hiền trong khoa thi mùa xuân. Theo lệ thường, người của Tam Ti sẽ lập tức rời bước đến thiên điện khám nghiệm chứng cứ, sau đó cho hoàng đế một kết luận cuối cùng. Nhưng mà chứng cứ quá nhiều, mấy người họ căn bản kiểm tra không hết, Tam ti không thể không xin điều lệnh từ hoàng đế, lại điều động nhân thủ từ bên Tam ti. Kim khẩu của hoàng đế vừa mở, nói một chữ, "Chuẩn." Sau đó nửa nhắm hai mắt ngồi ở trên ghế rộng, không có chút động tĩnh gì. Phía dưới ghế rộng, đặt hai cái ghế, bên trái là Đông cung thái tử Triệu Ngạn Lạc, bên phải là lão ngự sử Lục Thời. Các bá quan đói bụng mệt mỏi, chân mỏi đau lưng, nhưng chẳng ai dám hó hé tiếng nào, chỉ có thể cắn răng nín nhịn. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, ba canh giờ trôi qua. Trong thiên điện không có động tĩnh gì. Không khí căng thẳng đến đáng sợ, ánh mắt triệu diệt thời lướt từ lão hoàng đế, quẹo đến trên người thái tử, cuối cùng rơi xuống khuôn mặt đầy chính khí của lục thời. Có hai điểm hắn nghĩ mãi mà không rõ, hôm nay lục thời lên chiều, không phải nên lấy ra chứng cứ nghiêm như hiền dâm loạn hậu cung sao sao lại chuyển sang vụ án gian lận khoa thi mùa xuân này chứ đây là thứ nhất thứ hai vì sao nghiêm như hiền lại có tay mắt thông tiên đến thế khoa thi mùa xuân ba năm một lần từ trên thiên tử đến dưới bách tính đều nhìn chằm chặp vào sao hắn có thể xen vào được trong chuyện này có thể lôi kéo người nào khác hay không nghĩ tới đây triệu diệt thời nghiêng đầu nhìn qua vừa khéo liếc đến lễ bộ thượng thư đỗ kiến học. Giờ phút này hai chân đỗ kiến học mềm nhũn như bông, mồ hôi nóng mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra bên ngoài. Từ xưa đến nay, khoa thi mùa xuân đều thuộc phạm vi chức trách của lễ bộ, hắn ngồi ở vị trí này hơn ba năm, từng tự tay lo liệu một lần. Để tay lên ngực tự hỏi chưa từng làm chuyện gì không xứng với cái mũ quan này, nhưng không đủ bảo đảm dưới tay có người không sạch sẽ, từ đó sẽ liên lụy đến hắn. Mà liên lụy này, nhẹ thì giáng cấp, nặng thì bãi quan, như thế thì phải làm sao đây? Lòng đỗ kiến học nóng như lửa đốt. Đồng hồ cắt đổ qua đổ lại, ngay lúc các bá quan đói bụng đến mức ngực trước dán ngực sau, đến cắn răng nín nhịn cũng chịu không nổi thì ngự sử đài hữu đô ngự sử tần đức thư vội vàng vào điện. Bệ hạ! Tần đức thư khom người nói. Tam ti đã kết thúc bước đầu kiểm tra thực hư, chứng cứ lục đại nhân trình lên vô cùng xác thực, gần 20 năm thời gian, nghiêm như hiền tổng cộng nhúng tay hai lần vào khoa thi mùa xuân, trong ngoài cấu kết với tiền lễ bộ thượng thư Lý Hưng. Vĩnh Hòa Đế vỗ một trường lên ghế rồng, tức giận ngập trời. Người đâu, bắt Lý Hưng áp vào đại lao trong kinh nghiêm thẩm vấn cho chấm. Vâng. Lại là Lý Hưng. Triệu diệt thời thầm nghĩ đúng là bị hắn đoán đúng rồi, chỉ dựa vào một mình nghiêm như hiền, thì căn bản nhúng tay không tới khoa thi mùa xuân, bên trong chắc chắn có người tiếp ứng chỉ là Lý Hưng đã cao lão hồi hương, bệ hạ sẽ giao vụ án này giao cho ai đây? Đúng lúc này, Vĩnh Hòa đế rũ mắt. Thái tử. Thái tử triệu ngạn lạc lập tức đứng lên. Bệ hạ, vụ án này do ngươi đích thân thẩm vấn, tam ti ở bên cạnh hiệp trợ. Vĩnh Hòa đế chậm rãi đứng dậy, giọng nói sắc bén. Chắc chắn phải điều tra ra manh mối cho chấm, để cho các họ trò trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng. Triệu ngạn lạc vội nói. Vâng. Lễ bộ thượng thư đâu? Bè hạ. Đỗ kiến học kinh hồn bạt phía bước ra. Vĩnh hòa đế không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt hổ lạnh lùng nhìn đỗ kiến học, khiến hắn tới mức vội quỳ xuống nói. Sau khi thần trở về chắc chắn sẽ tự điều tra xem xét lại. Tự tra xét mình là không đủ. Thành âm vĩnh hòa đế nặng nề. Chấm chắc chắn phải giết vài người, mới có thể khiến cho các ngươi sợ hãi, không dám gây loạn triều cương nữa. Thần ghi nhớ trong lòng. Đỗ kiến học nằm trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy. Thái tôn. Triệu diệp thời tiến lên một bước. Bè hạ. Gương mặt vĩnh hòa mỏi mệt. Người đưa lão ngựa sử xuất cung thay chấm. Triệu diệp thời. Vâng, cầm y về ở đâu? Có thần, án này chưa điều tra hết manh mối, bảo vệ an nguy của lão ngựa sử. Thần tuân chỉ. Vĩnh hòa đế thâm sâu nhìn lục thời. Lão đại nhân, giữ gìn sức khỏe, giang sơn xá tắc của chấm không thể thiếu trung thần như ngươi được lục thời vịn ghế quỳ xuống, cao giọng trả lời. Thần, nguyện cúc cung tận tụy vì bệ hạ, đến chết mới thôi. Tốt, tốt, tốt. Vĩnh Hòa Đế liên tục nói ba chữ tốt, rồi rời đi. Một lát sau, triệu diệt thời đỡ cánh tay lục thời, ra khỏi đại điện trong tầm mắt của mọi người. Văn võ bá quan rất nóng mắt, nhưng lại rất e ngại nhìn vị lão đại nhân này. Sự vinh quang này, trước giờ chưa ai có được, không biết sau này có còn ai nữa hay không. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 355, Trèo tường. Hoàng đế phất tay áo bỏ đi, đại thần nội các tất nhiên sẽ không cần ở lại trong cung nữa. Tả đạo chi đi tới bên ngoài cầu kim thủy, bất ngờ phát hiện Đỗ Kiến Học và mấy vị quan viên lễ bộ thấp giọng nói chuyện với nhau dưới cầu, sắc mặt ai nấy đều khá khó coi. Vừa rồi Bệ hạ ở trên điện đã tỏ thái độ rõ ràng, muốn giết vài người để cảnh cáo thiên hạ. Đỗ Kiến Học và Hán Vương thân thiết mà vụ án này hoàng đế lại giao cho thái tử điện hạ, cảm giác bên trong có ít nhiều vi diệu. Tả đạo chi thu tầm mắt lại, rồi cất bước, không ngờ trong mấy người kia có người tinh mắt nhìn thấy hắn. Tả đại nhân. Tả đạo chi dừng chân, khẽ gật đầu với người nọ. Bệ đại nhân. Bệ đại nhân vui vẻ tiến lên, mặt ủ mày trao nói. Những chuyện này đều là người phía trước làm, không liên quan đến chúng ta, cầu xin tả đại nhân nể mặt đỗ đại nhân, nếu có thể thì giúp chúng ta nói tốt trước mặt hoàng thượng vài câu. Tạ đạo chi nâng mí mắt nhìn độ kiến học một cái. Hoàng thượng là minh quân, sẽ không oan uổng cho người tốt, cũng sẽ không buông tha người xấu, không cần chúng ta đứng ra làm gì đâu, bệ đại nhân, cáo tử. Bệ đại nhân nhìn bóng lưng hắn, tức đến nghiến răng. Bây giờ người lễ bộ chúng ta đều thành ôn thần, ai nấy đều tránh không kịp, nếu như bình thường. Khụ khụ khụ. Tiếng ho khan bất thình lình cắt ngang lời bệ đại nhân, hắn quay đầu nhìn, mặt đỗ thượng thư đã lạnh đến mức có thể nhỏ nước. Bệ đại nhân cười gượng gạo. Đỗ đại nhân không cần lo lắng, tạ đại nhân không giúp chúng ta nói chuyện nhưng Trung Quy sẽ giúp ngươi nói thôi, dù sao các ngươi là bạn tốt nhiều năm, còn từng là đồng liêu, tình cảm không tầm thường. Đỗ thượng thư vừa nghe lời này, thì chẳng thể đứng lại nữa, bèn phất tay áo rời đi. Cố kiểu chờ ở cửa, đỗ kiến học chui đầu vào, Dèm vừa hạ xuống mời dám lộ ra sự lo lắng trên mặt vụ án giao cho thái tử điều tra tình hình cực kỳ không ổn cho dù mình trong sạch nhưng lỡ như thái tử có tư tâm thì mình chẳng thể thoát được sự lo lắng trên mặt đỗ kiến học chậm rãi biến thành sự tàn nhẫn không được ta không thể cứ ngồi yên chờ chết như vậy được nhà môn binh mã ti ngũ thành tạ chi phi ngồi không yên từ xa đã thấy chu thanh chạy như bay đến thế nào trong cung có tin tức gì chưa? Ra, có rồi. Chu Thanh thờ hồn hền, ghé vào bên tai tạ Chi Phi nói nhỏ một hồi. Tạ Chi Phi nghe xong, ngã ngồi xuống ghế thái sư, nửa ngày cũng không nói nên lời. Một thái giám lại dám nhúng tay hai lần vào vụ gian lận khoa thi mùa xuân, khó trách trong nhà lại xét được nhiều thứ như thế, quả thực là gan to bằng trời. Nói mau bệ hạ xử trí như thế nào? Chu Thanh kể lại cho ra nhà mình nghe tin tức điều tra được, cuối cùng lại nói. Bạch lão đại nói lễ bộ và huynh đệ gần quốc tử giám chờ đó, còn lại nên làm gì thì làm. Bạch Yến Lâm không nói, tạ chi phi cũng đang định làm như vậy. Hoàng đế để cho thái tử điều tra, nghĩa là thái độ đã cực kỳ rõ ràng, đó là muốn cho người đọc sách trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng. Các học trò cũng không ngốc đến nỗi muốn chạy ra gây sự, nhưng vẫn nên phòng một hai. Ngươi đi nói với các huynh đệ một tiếng. Tạ chi phi chống người đứng lên. Xong rồi theo ta ra ngoài một chuyến chu thanh là đến chỗ yến cô nương sao tả chi phi gật đầu về chuyện lục thời buộc tội nghiêm như hiền gian lận trong khoa thi mùa xuân trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy quá mức trùng hợp hắn phải gặp yến tam hợp một lần để nghe thử suy nghĩ của nàng chu thanh nghiêm mặt nói ra bây giờ là tổng chỉ huy sứ có bao nhiêu ánh mắt nhìn trầm trầm vẫn nên cẩn thận một chút vẻ mặt tả chi phi chợt trống rỗng ngẫm lại lại cảm thấy chu thanh nói rất đúng vị trí này mông của hắn còn chưa ngồi nóng, không thể để cho người ta bắt được nhược điểm. Vậy ta tan làm rồi rồi đi gặp nàng. Tạ Chi Phi điều chỉnh tư thế ngồi, chợt nghĩ đến một vấn đề. Không biết cha Đỗ Y Vân có liên quan đến chuyện này không? Chu Thành im lặng xoay người bước đi, thể hiện sự chán ghét đối với người nhà này. Tạ Chi Phi lạnh lùng nhìn hắn rời đi, thầm nghĩ tên nhóc này, tính khí đều giấu ở trong xương cốt. Thực ra nếu bị liên lụy vào thì càng tốt, Nói không chừng còn có thể liên lụy đến Hán Vương sau lưng Đỗ Kiến Học, có thể tiết kiệm được bao nhiêu chuyện. Trong nhà, Lý Bất Ngôn nằm trên giường trúc, cực kỳ nhàm chán nhìn người phía sau thư án. Trọn vẹn hai canh giờ, người này cứ nhìn tên mấy con người trên giấy không nhúc nhích, con người cũng không lệch đi chút nào. Có thể nhìn ra hoa từ tên mấy người đó sao? Lý Bất Ngôn trăm mối nghi ngờ, cuối cùng đứng lên lặng lẽ đi tới bên cạnh yến tam hợp. Trong tên người chẳng biết lúc nào có thêm một nghiêm như hiền cô còn dùng bút son cố ý phát thảo ra nghiêm như hiền rốt cuộc kỳ quái ở chỗ nào người này rõ ràng chẳng liên quan gì đến tâm ma của tĩnh trần bất ngôn nhà nghiêm như hiền bị dán giấy niêm phong rồi sao yến tam hợp đột nhiên mở miệng lý bất ngôn ngẫm lại hẳn là vậy yến tam hợp ngôi nhà bị dán giấy niêm phong hẳn là không có người lý bất ngôn hẳn là vậy Yến Tam Hợp: Nhà của Nghiêm Như Hiền bây giờ là nhà của Đường Kỳ Lệnh lúc trước phải không? Lý Bất Ngôn: Nghe Tam gia nói vậy. Yến Tam Hợp: Hôm nay lục thời lại buộc tội Nghiêm Như Hiền. Lý Bất Ngôn: Không sai. Yến Tam Hợp: Nguyên nhân buộc tội rất giống với việc Đường Kỳ Lệnh bị xét nhà, cũng là gian lận khoa thi mùa xuân. Lý Bất Ngôn cảm thấy đầu óc mình phải ăn chút hạt óc chó mới được, chưa gì đã bị cuốn đến choáng váng rồi. Phải. Yến Tam Hợp: có phải nghe rất kỳ quặc không lý bất ngôn gãi đầu không phải kỳ quặc là trùng hợp chứ yến tam hợp mở đôi mắt đen lên đáy mắt như có nước ngầm âm thầm chảy rốt cuộc là kỳ quặc hay là trùng hợp chúng ta đợi sáu này hãy nói bây giờ bây giờ làm gì ta muốn đến nhà nghiêm như hiền xem thử được bà cô đang không có việc gì làm đây lý bất ngôn nheo mắt chúng ta trèo tường đi ban ngày ban mặt trèo tường đối với Yến Tam Hợp là một việc rất khó khăn. Nhưng nàng có thể trèo cây nên mọi thứ trở nên ít khó khăn hơn. Hai người đầu tiên là đi một vòng quanh tòa nhà, tìm được một cây đại thụ, nhân lúc không có ai, Yến Tam Hợp bèn vội trèo lên. Lý bất ngôn nhẹ nhàng thoải mái nhảy lên đầu tường, sau đó vươn tay, kéo Yến Tam Hợp lên lại bế xuống. Người đã vào trong viện. Hai người đánh giá xung quanh, đồng thời hít sâu một hơi. Tòa nhà này thật đúng là xa hoa, ngay cả bức tường tầm thường cũng có cảnh sắc rất đẹp, có thể thấy được là được thiết kế tỉ mỉ. Lý Bất môn vừa tặc lưỡi, vừa hỏi. Tam Hợp, chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Ta muốn xem hai chỗ. Yến Tam Hợp đã sớm tính toán trước. Một chỗ là hí viện đường lão ra nhắc tới, một chỗ khác là hậu viện lục thời từng tá túc hồi trẻ. Tại sao chỉ xem hai chỗ này? Bởi vì... Yến Tam Hợp bật ra hai chữ qua kẽ răng. Tò mò chúng ta hiện tại đang ở phía tây bắc của tòa nhà, vậy đầu tiên hãy đi về hậu viện. Đề phòng bất chắc, Lý bất ngôn rút Nguyễn Kiếm từ bên hông ra, nắm chặt trong lòng bàn tay. Ngươi đi theo phía sau ta, đừng cách xa quá. chương 356, Lầu Kịch. Hậu viện nghiêm phủ, nằm trong một khu rừng trúc. Đi vào viện xem, trước một dãy phòng thấp thật dài, là bếp lò, ghế trúc, rổ giá giải rác đầy mặt đất. Lý bất ngôn nâng một cái ghế lên. Tam hợp, nơi này có người ở. Hắn là hạ nhân ở, trên giá có phơi quần áo, còn treo vài bộ quần áo thô cạch. Yến Tam Hớp nhìn xem từng gian phòng, đến gian cuối cùng xem nàng nàng cũng không hề dừng lại. Đi, đến hí viện. Vậy là xem xong rồi sao? Vậy thì có thể nhìn ra cho gì được chứ? Lý bất ngôn không dám hỏi nhiều. Hí viện ở góc nào? Hẳn là ở hậu hoa viên. Lý bất ngôn chế nhạo nói lần nữa nghiệm chứng xuất thân của tam hợp cô nương nhà ta là nhà giàu, trong nhà chắc chắn cũng có hí viện. Yến tam hợp bị nàng nói đến ngẩn ra, khoảng thời gian này bận rộn giải tâm ma của tĩnh trần, rất lâu rồi nàng chẳng nghĩ tới thân thế của mình. Hẳn là có, nếu không ta sẽ không tự nhiên mà thốt ra như vậy. Yến đại tiểu thư, vậy làm phiền ngươi suy nghĩ một chút, con đường nào đến hậu hoa viên thế? Con đường của nhà thế gia, cảnh sắc tao nhã mê người, thông tới nơi nào, Lý Bất Ngôn nào biết được. Yến Tam Hợp chỉ vào con đường chính giữa. Con đường này. Đây là một con đường nhỏ lát gạch xanh, hai bên trồng trúc, gió thổi qua, lá trúc xào sạc nghe rất có ý cảnh. Bình thường người đọc sách đều thích trúc, có thể thấy được khu rừng trúc này là đồ cũ của đường ra, sau khi nghiêm như hiền dọn vào thì giữ nguyên hiện trạng. Hai người đi gần thời gian nửa chén trà, xuyên qua một cổng vòm, cảnh trí hậu hoa viên thu hết vào đáy mắt lý bất ngôn đào mắt qua thổn thức cảm thán lớn thật yến tam hợp chỉ vào một gian tiểu lâu bốn góc phía xa xa cái kia hẳn là sân khấu kịch khốn kiếp ánh mắt lý bất ngôn đều nhìn thẳng đây đâu phải sân khấu kịch đây rõ ràng là cái lầu kịch xa xỉ ngươi đi dạo trên sân khấu đi ngươi thì sao ta ngồi xuống xem nhìn gì nhìn ngươi nhìn ta làm gì đầu óc lý bất ngôn tuy rằng hồ đồ nhưng vẫn nhanh nhẹn đạp lên sân khấu kịch. Tam hợp, sân khấu này là đồ đường ra lưu lại, ván gỗ dưới chân rất cũ, dẫm lên kêu kéo kẹt không thôi, hơn nữa còn chẳng dùng đến, toàn bụi với bụi. Không có gì lạ. Nhiêm như hiền là một thái giám, thái giám không thể trắng trợn cưới thê nạp thiếp, đương nhiên cũng sẽ không mời gánh hát đến nhà diễn. Dần ra, sân khấu này đã bỏ trống. Yến Tam Hợp nhìn Lý Bất Ngôn, đầu óc lập tức hiện ra một hình ảnh, trong kịch quý phi và quân vương Si mốc Triển Miên, bên ngoài đường chi vị uyển truyền từ chối tiền thái tử. Thật mỉa mai làm sao? Lại chân thật cỡ nào? Qua hạ chí, ngày ngắn đêm dài, hơn nữa hôm nay trời đầy mây, lúc Tả Chi Phi xuống nha môn thì sắc trời đã rất tối. "Ra, ngồi xe đi, trời này sắp mưa rồi, cưới ngựa nhanh hơn." Tả Chi Phi dắt ngựa, vừa định xoay người thì chợt dừng lại. "Hắn đang ở đâu?" "Hắn là chỉ triệu diệt thời chu thanh che miệng sau khi đưa lục đại nhân hồi phủ đã bị người của thái tử gọi đi rồi thái tử đâu lập án ở tam ti chu thanh nghe nói một số lão thần ở lễ bộ sau giờ ngọ đều bị gọi đi hỏi rồi tả chi phi đỗ kiến học thì sao chu thanh cũng gọi đi rồi tả chi phi ngươi bắt lý hương xuất phát chưa chu thanh cầm y vệ đã xuất phát từ lúc chưa bái chiều rồi Tạ Chi Phi. Phía lễ bộ và quốc tử giám không có động tĩnh gì sao? Chu Thanh. Không có. Hỏi một vòng, Tạ Chi Phi hoàn toàn an tâm, lập tức xoay người lên ngựa cưỡi thẳng đến phủ đệ yến tam hợp. Bỗng nhiên, má trai có thứ gì đó rơi xuống, giờ thì đúng là mưa. Chu Thanh đuổi theo. Ra, trời mưa rồi. Tạ Chi Phi quất mông ngựa một cái. Nhân lúc mưa chưa lớn, đi thôi. Bên kia, lý bất ngôn bay xuống sân khấu đi tới trước mặt yến tam hợp trời mưa rồi chúng ta về thôi bất ngôn ta có một vấn đề mãi không nghĩ ra yến tam hợp nhẹ giọng nói một người vong ân phụ nghĩa như lục thời vì sao tiền thái tử vì không ra tay giải quyết hắn giúp tiểu sư muội báo thù ôi tổ tiên của ta ơi lý bất ngôn giậm chân một cái dùng sức kéo yến tam hợp dậy có thể hồi phủ đá rồi nghĩ không mưa lớn rồi này Yến Tam Hợp lúc này mới phát hiện trời mưa, vội vàng nói. Hồi phủ. Đã không còn kịp rồi, mới vừa rẽ ra khỏi ngõ nhỏ, mưa đã chút xuống. Lý Bất Ngôn đang bị nội thương, vẫn chưa dưỡng được mấy ngày, không thể bị cảm lạnh, Yến Tam Hợp quyết định. Tìm một chỗ tránh mưa trước, chờ mưa nhỏ một chút rồi chúng ta đi. Lý Bất Ngôn kiếm chân nhìn xung quanh. Tam Hợp, bên kia có chỗ kìa. Yến Tam Hợp nhìn theo tay Lý Bất Ngôn, đó có một mái hiên nhô ra. Đi thôi. Hai người chạy tới, vừa đứng vững, còn chưa kịp phủi bọt nước trên người, lại có hai người khác chạy đến tránh mưa. Lý bất ngôn theo thói quen, kéo Yến Tam hợp qua, còn mình thì đứng giữa nàng và hai người kia. Khi nào thì mưa ngừng, có trời mới biết chúng ta ra ngoài bao lâu rồi, gần nửa canh giờ thì phải, có kịp không? Nguy hiểm, vậy thì đi, đi thôi hai người vọt vào trong cơn mưa to, yến tam hợp theo bản năng nhìn thoáng qua, thì ra là người trẻ tuổi ăn mặc như thư sinh. hai người này đi không bao lâu, mưa nhỏ lại, gió lớn dần. lý bất ngôn thấy tầm mây cuồn cuộn, chỉ sợ còn có mưa lớn hơn. tam hợp nhân lúc mưa đang đang nhỏ, chúng ta cũng đi thôi. được. nói là đi, thực ra là chạy, yến tam hợp chạy tới chạy lui, bỗng nhiên phát hiện có mấy người ăn mặc như thư sinh lướt qua các nàng. Lý bất ngôn lầm bẩm Trời mưa không ở nhà đọc sách, chạy ra ngoài làm gì. Yến Tam hợp chợt dừng bước, trong lòng loáng thoáng nổi lên suy đoán nào đó. Lý bất ngôn chạy ra xa hơn 10 trượng, bỗng nhiên phát hiện Yến Tam hợp không thấy đâu nữa, quay đầu nhìn lại thử, hay lắm, người này đứng sững sờ tại chỗ, lại không nhúc nhích nữa rồi. Ngây người, người cũng phải lựa lúc chứ. Lý bất ngôn vội vàng quay lại, thở phì phò nói. Ta nói này tổ tông, người có thể bất ngôn yến tam hợp nắm lấy cánh tay lý bất ngôn nàng nắm thật chặt chặt đến mức lông mày lý bất ngôn khẽ nhương lên sao vậy ngươi nói xem tam gia đang ở đâu còn có thể ở đâu không phải ở nha môn thì là ở câu lan nghe nhạc dùng cách gì để tìm hắn nhanh nhất đơn giản tùy tiện bắt người của ngũ thành binh mã ti hỏi thứ vậy ngươi dùng tốc độ nhanh nhất hỏi tam gia đang ở đâu sau đó yến tam hợp hít sâu một hơi sau đó nói cho hắn biết các thư sinh hắn đang muốn gây sự, bảo hắn mau ra phố xem. Hả? Lý bất ngôn chợt trợn tròn mắt. Ngươi, ngươi làm sao biết được? Chấm, ngôn tình tổng tài. Không kịp nói tỉ mỉ. Yến Tam Hợp buông tay, ta đi theo những thư sinh kia. Chờ đá. Lý bất ngôn vừa nghe lời này, sợ tới mức kéo vai Yến Tam Hợp. Ngươi đi theo những thư sinh kia làm gì? Ngoại trừ tiện cho chúng ta gặp nhau thì còn có thể kiếm được chút thu hoạch bất ngờ chương 357, gây sự. Tam gia. Người canh cửa của Yến Tam Hợp là Lão Đinh. Mưa lớn như vậy, sao ngài lại tới đây? Quần áo tạ chi phi ướt một nửa. Tiểu thư có ở trong phủ không? Không có ở đây, đi ra ngoài rồi. Đi đâu? Hành tung của tiểu thư, hạ nhân chúng ta nào dám hỏi? Tạ chi phi hơi không kiên nhẫn. Chu Thanh, ngươi đi hỏi thang viên. Vâng. Chu Thanh đoạt lấy ô trong tay Lão Đinh, đi thẳng vào nội viện. Tả Chi Phi đứng dưới mái hiên, ánh mắt dừng trên người lão Đinh, thầm nghĩ người này làm việc không thông minh, đổi lại là Tả Tiểu Hoa đảm bảo có thể nắm được rõ ràng Yến Tam hợp đi đâu, đợi về sẽ đổi người lanh lợi đến. Đang nghĩ ngợi thì Chu Thanh đã dẫn Thang Viên vội vàng trở về. Thang Viên cất ô lại. Tam gia, tiểu thư và Lý cô nương nói đi dạo một lát, nhưng không nói đi đâu, chỉ nói sẽ trở về ăn cơm tối, bảo nô tỳ chuẩn bị đồ ăn. Tạ Chi Phi nhìn sắc trời. Hai nàng đi thế nào? Cưới ngựa hay ngồi xe? Là đi bộ, có mang dù không? Không có. Mặt Tạ Chi Phi sầm xuống, dọa thang viên vội nói. Nô tỳ ra đầu hẻm chờ. Lời còn chưa nói, đã có tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần. Trong mưa bụi, căn bản không thấy rõ là người nào, chờ con ngựa kia đến gần, mới phát hiện là thuộc hạ của hắn là Đại Cường. Tim Tạ Chi Phi đập thình thịch, sao hắn lại tìm đến đây? Là đại cường lau nước mưa trên mặt. Lão đại, đám thư sinh kia gây rối rồi. Gây rối ở đâu? Cửa tam ti. Tim tả chi phi đập dữ rồi. Không ở lễ bộ, không ở quốc tử giám, lại chạy đến cửa tam ti gây sự. Đám thư sinh kia muốn làm gì? Chu Thanh, đi. Tả chi phi vội nhảy lên ngựa, xiết dây cương, lớn tiếng nói với thang viên. Tiểu thư trở về thì bảo nàng đừng ra ngoài nữa, đêm nay không yên ổn tam gia yên tâm. Ba con ngựa chạy vào trong mưa bụi, thoáng chốc đã biến mất vô tung vô ảnh. Thang viên nghĩ đến lời tam gia dặn dò, nói với lão đinh. Đi lấy hai cái ô, ta đến đầu hẻm chờ tiểu thư. Lấy ngay đây. Chưa qua một lát, thang viên cũng đã ở đầu hẻm thò đầu nhìn xung quanh, còn chưa nhìn xung quanh hai cái đã thấy một bóng đen xông tới. Thang viên, sao ngươi lại ở đây? Lý cô nương. Thang viên thấy Lý bất ngôn ướt súng, thì vội che ô qua. Tiểu thư đâu, sao không thấy nàng? Lý bất ngôn sốt ruột. Ngươi khoan hỏi nàng đã, có thấy tam gia không? Tam gia mới vừa đi một hồi, nói là bên ngoài có thư sinh gây sự. Lý bất ngôn thở dài một hơi, trái tim cuối cùng cũng ổn định. Tiểu thư đâu? Thang viên không ngừng nhìn về phía sau Lý bất ngôn. Tam gia dặn dò, sau khi tiểu thư trở về, thì đừng ra ngoài nữa, đêm nay bên ngoài không yên ổn lời này khiến Lý bất ngôn giật mình, vội vàng đẩy ô vào tay thang viên. Ta về phủ cưới ngựa. Thang viên sốt ruột đến dậm chân. Lý cô nương, ngươi còn chưa nói tiểu thư ở đâu nữa. Làm sao ta biết nàng ở đâu? Lý bất ngôn vừa chạy, vừa hét. Đừng sốt ruột, ta sẽ mang nàng về. Mưa to như chút nước, khiến người ta không thấy rõ thế giới trước mắt. Yến Tam Hợp chỉ có thể nhìn chầm chầm các thư sinh phía trước, các thư sinh chạy đi đâu, nàng chạy theo đến đó. Yến Tam Hợp không quen thuộc kinh thành, bây giờ đang chạy tới nơi nào, nàng hoàn toàn không biết. Cũng không biết chạy bao lâu, tốc độ chợt chậm lại. Yến Tam Hợp nhón chân lên nhìn, trong lòng sợ hãi. Đầu tiên là vì phía trước toàn là các thư sinh đừng đông nghịt. Thứ hai là lúc này nàng lại ở cửa đô sát viện. Các vị huynh đài, chúng ta hàn xong khổ học mười mấy năm, đầu treo xà nhà, rồi mài thấu xương, kết quả còn không bằng người ta tốn chút bạc, đây là thế đạo gì? dẫn đầu là một thư sinh mặt vuông trong mưa to hắn kích động hôm nay chúng ta đã muốn đòi công đạo cho chính mình đòi công đạo cho phụ mẫu ngậm đắng nuốt cay nuôi chúng ta ăn học đòi công đạo đòi công đạo đòi công đạo chỉ mấy câu nói đã khiến mọi người đoàn kết vung cánh tay hét lớn thư sinh mặt vuông ven áo bảo ngồi xuống mặt đất các thư sinh cũng ngồi xuống theo ta đã nói bọn họ có vấn đề mà vậy sao ngươi không nói sớm ta nói ra thì sẽ có người tin sao? Bên cạnh, hai thư sinh kề đầu, thấp giọng nói chuyện. Hai vị huynh đài. Yến Tam Hợp cố ý ép giọng mình thật thấp. Khoa thi mùa xuân nghiêm như vậy, sao họ có thể động tay động chân được? Đơn giản. Có một thư sinh quét mắt nhìn Yến Tam Hợp. Đưa đề thi cho người ta trước vài ngày, chắp vá lung tung thế nào cũng có thể viết ra một bài văn hay. Thủ pháp này rất giống với vụ án của đường kỳ lệnh. Yến Tam Hợp. Nói như vậy, ngoại trừ cầu thái giám nghiêm như hiền ra thì những đại nho đương thời cũng đều có thể tham gia vào. Bị ngu à. Thư sinh chừng mắt nhìn Yến Tam Hợp. Các đại nho nào dám tự bê đá đập chân mình, còn không phải đều là đám tiểu nhân tham tiền của lễ bộ sao. Biểu cảm trên mặt Yến Tam Hợp chợt ngưng lại. Bọn họ đều ước gì đường ra chúng ta thối, rửa, nát, ta không thể như ý bọn họ, ta phải sống thật tốt, sống đến ngày trời trong trang sáng. Đường ra xảy ra chuyện, đám học sinh chúng ta đều đều tin tưởng nhân phẩm của tiên sinh, cảm thấy người bị oan, cho nên đã liên danh dần thư kêu oan cho người, muốn góp một chút sức lực mỏng manh. Nếu như đổi góc độ nghĩ, đường kỳ lệnh là người ra đề, người ra đề sợ nhất là gì? Sợ nhất là đề thi bị do gì? Làm sao có thể vì mấy ngàn lượng bạc vụn kia mà đổi lấy một đời anh danh? Cho nên, vụ án đường kỳ lệnh quả thực có vấn đề. Vậy ai đã vu khống hắn? bọn họ vu cáo ông như thế nào? Vu hại ông vì mục đích gì? Liên tiếp mấy câu hỏi giống như bọt nước cuồn cuộn dưới đáy hồ, ùng ục vọt lên, Yến Tam hợp lâm vào suy nghĩ sâu xa, ngay cả tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, cũng không nghe thấy. Tả Chi Phi xoay người xuống ngựa, môi mím thành một đường thẳng, bước lên bậc thang trước cửa đô sát viện. Đứng lại, xoay người, đưa mắt nhìn, trước mắt hắn dần tối lại. Giám sinh quốc tử giám chẳng qua cũng chỉ 4-500 người, nhưng trước mắt tối thiểu phải có 1.000 người, có thể thấy được các thư sinh ẩn cư trong thành tứ cửu đều ra đây rồi. Nương nó, tốc độ này cũng nhanh quá. Ra, làm sao bây giờ? Tạ Chi Phi nhìn Chu Thanh. Thái tử ở đâu? Chu Thanh chỉ vào cánh cổng phía sau. Chết tiệt! Tạ Chi Phi thầm mắng một tiếng, chấn định lại, đầu nhích đến bên tai Chu Thanh. Ngươi đi thông báo cho thân vệ phủ thách tử. Mau tới bảo vệ thái tử, thái tôn, ta nghĩ cách khuyên đám thư sinh này trở về. Khuyên không được thì sao? Có thể làm sao nữa? Tả Chi Phi bất đắc dĩ nói không nên lời, ánh mắt lại lạnh lùng bình tĩnh. Khuyên tiếp thôi. Vừa dứt lời, trong thư sinh cũng không biết có ai kêu một tiếng. Cầm Y về đến rồi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holy Audio. Chương 358, Thái tử. Trong đêm mưa, vô số Cầm Y về khoác áo tơi ép tới như ma quỷ. Dẫn đội là cẩm y vệ, nam chấn phủ tư, Dương Nhất Kiệt. Tả Chi Phi và Dương Nhất Kiệt, dù là chức quan hay quyền lực trong tay, đều cách nhau 10 vạn 8 ngàn dặm. Quan trọng hơn là, Dương Nhất Kiệt và Tả Chi Phi không cùng đường, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đứng sang một bên nhìn. Dương Nhất Kiệt xuống ngựa, đứng ở vị trí Tả Chi Phi vừa mới đứng, hít sâu một hơi, la lớn. Các học trò, Hoàng thượng đã lệnh cho thái tử điều tra rõ toàn bộ vụ án, không bao lâu nữa vụ án sẽ tra được ra manh mối. Bây giờ đang mưa to gió lớn, các người mau về nhà đi, không nên ở lại đây. Trong đám thư sinh, có người không biết sống chết hô. Cha manh mối thế nào? Dương Nhất Kiệt lạnh lẽo trả lời. Nên giáng trước thì giáng, nên xét nhà thì xét, nên giết thì giết, không bỏ qua cho ai. Nói còn hay hơn hát. Lại có một thư sinh hô to tên hoàn tặc nghiêm như hiền kia tại sao còn ở trong cung? Dương Nhất Kiệt bị hỏi đến ngẩn ra. Nương nó, những thư sinh này sao lại biết được nghiêm như hiền còn ở trong cung? Sự ngẩn ra của hắn, rơi vào trong mắt đám thư sinh, chính là trột dạ. Trong đám thư sinh có người đứng lên, vung tay áo. Giao nghiêm như hiền ra. Tiếp theo lại có người đứng lên theo. Giết chết hoàn cầu nghiêm như hiền. Các thư sinh đồng loạt đứng lên. Nghiêm như hiền không chết, chúng ta sẽ không trở, không trở về không trở về không trở về không trở về cục diện vốn còn bình an vô sự lập tức trở thành dương cung bạt kiếm đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt dương nhất kiệt giận dữ lạnh lùng nhìn phó tướng mình một cái phó tướng lập tức quát các người nghe đây cho ta ai tụ tập gây sự đều sẽ nghiêm trị không tha lời này vừa nói ra trong tạ chi phi thầm nghĩ xong rồi lời này quả nhiên khơi dậy sự phẫn nộ của đám thư sinh. Ai muốn tụ tập gây sự? Không phải là bởi vì mấy người đầu đội mũ quan các ngươi sao, cả đám cao cao tại thượng, không để dân chúng bình thường vào mắt, làm toàn chuyện xấu xa. Cắt đứt tiền đồ của người khác, giống như giết người. Thư sinh mặt vuông đầu lĩnh cắn răng, dậm chân một cái, la lớn. Ông trời không có mắt, hoàn cầu hại nước. Ông trời không có mắt, hoàn cầu hại nước. Ông trời không có mắt, hoàn cầu hại nước. Dương Nhất Kiệt giận đến lệch mũi, hắn cũng là thái giám, nói hoạn cầu cũng chính là mắng hắn. Tất cả cẩm y vệ nghe lệnh, ai dám dẫn đầu gây sự, giết trước nói sau. Đám cẩm y vệ vừa nghe lời này, đều chĩa thương về về phía mấy ngàn thư sinh. Phó tướng của Dương Nhất Kiệt tiến lên một bước, túm lấy vạt áo trước của thư sinh mặt vuông, kéo hắn ra khỏi đội ngũ. Các ngươi là cầu tặc giúp đỡ người xấu làm việc xấu. Thư sinh mặt vuông chửi ầm lên. Các huynh đệ, chúng ta liều mạng với bọn họ. Liều mạng, liều mạng, liều mạng. Chỉ trong nháy mắt, các thư sinh giống như thủy chiều sông lên, đánh nhau với cầm y vệ. Giết người, cầm y vệ giết người, hoàn cầu giết người. Trên đời này có một loại dũng khí, phải dùng máu đồng bào để xúc tác, loại người chính là thư sinh trẻ tuổi. Khi tiền đồ của bọn họ bị người ta đem ra đùa bỡn, khi bọn họ hàn xong khổ độc biến thành sự chê cười trong mắt người có tiền có thế. Sự thanh cao, kiêu ngạo, cô dũng ẩn sâu trong máu người đọc sách sẽ dâng lên. Kết quả là, thả chết vinh còn hơn sống nhục. Tả chi phi nhìn sự hỗn loạn trước mắt, lòng nóng như lửa đốt, thực sự rất muốn giết quách dương nhất kiệt và phó tướng kia. Trên đời này ai không biết người đọc sách khó chơi nhất. Đây đâu phải là giải quyết vấn đề. Đây rõ ràng là gây thêm mâu thuẫn. Thái tử và thái tôn cách một bức tường, lỡ như. Giống như một tiếng sấm rền đánh vào người Tả Chi Phi, máu trong người hắn đều đông cứng. Trong sự hỗn loạn, một bóng người quen thuộc bước ra, tựa như vừa mới tỉnh lại trong giấc mộng, mà phía sau nàng, thương của Cầm Y vệ đang lao tới. Tả Chi Phi hét lên, "Yến Tam hợp, mau tránh ra." Hắn hét đến xé tim xé phổi, nhưng giọng nói lại dường như biến mất trong sự ồn ào và cơn mưa lớn nhưng Yến Tam Hợp lại nghe được như kỳ tích, nàng gần như theo bản năng ngồi xổm xuống, linh hoạt tránh được trường thương phía sau. Đi qua sống chết một lần, Yến Tam Hợp chợt run rẩy, vươn ngón tay cái với tạ chi phi, sau đó thông minh trốn vào giữa đám thư sinh. Tạ chi phi sợ tới mức bắp chân run lên, cả người không còn chút sức lực nào. Hồi lâu sau, hắn mới bước nhanh đến bên cạnh Dương Nhất Kiệt, cắn răng nói. Dương Đại Nhân, dừng tay đi, những người này đều là giường cột tương lai của hoa quốc chúng ta đó dương nhất kiệt cười gằn nghe lời là giường cột gây chuyện là phản tặc dương đại nhân ánh mắt tạ chi phi sắc bén bọn họ chỉ tức giận thôi không phải phản tặc dương nhất kiệt hắng giọng âm trầm nói tạ đại nhân là muốn nói giúp bọn họ sao tạ đại nhân có thể gánh vác nổi hậu quả của việc nói giúp họ không ta đang nói giúp ngươi đó tạ chi phi căng thẳng lạnh lùng bởi vì Dương Đại Nhân ngài cũng không gánh nổi hậu quả máu chảy thành sông đâu. Dương Nhất Kiệt cười gần một tiếng. Vậy thử xem, ta có thể gánh vác hay không, cầm y, y vệ nghe lệnh. Cạch, cửa lớn màu đỏ thấm từ từ mở ra, một bóng người mập mạp khoác áo màu vàng hạnh, gian nan bước qua ngưỡng cửa cao, đi ra ngoài. Thái tử Điện Hạ ở đây, ai dám làm càn. Trong cơn mưa to mịt mù, động tác của tất cả mọi người đều dừng lại, ánh mắt nhìn con người vừa bước ra kia. Dương Nhất Kiệt cho dù mặc cùng một cái quần với Hán Vương, thì ở trước mặt Thái tử vẫn không dám làm càn. Hắn vội tiến lên khom người hành lễ. Điện hạ. Triệu ngạn lạc hờ hững liếc hắn một cái, ánh mắt Dương như không có phân lượng gì, nhưng trong lòng Dương Nhất Kiệt lại giống như gõ trống, hoang mang sợ hãi. Bị áp lực bức bách, hắn lớn tiếng nói. Cầm y về lui ra. Triệu ngạn lạc chống quải trường, từng bước đi tới trước bậc thang, im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói ta phụng mệnh bệ hạ, cùng điều tra gió vị án gian lận trong khoa thi mùa xuân với Tam Ti. Bệ hạ đã giao phó, chắc chắn phải giết vài người, cho thiên hạ, cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Chuyện vừa mới xảy ra sáng này, xin các ngươi cho ta một chút thời gian, ta chưa chắc có bản lĩnh định quốc an bang, cũng không có tài văn chương kim thanh ngọc chấn, ba thước kiếm treo, nhưng quốc pháp như núi, việc này ta chắc chắn sẽ dốc hết sức. Đường đường là thái tử, không có ngữ khi cao cao tại thượng, không chỉ trích các thư sinh gây sự, chỉ có lời nói khẩn thiết và quyết tâm nghiêm trị không tha, điều này khiến cho các học trò đứng trong mưa to hơi rung động. Hơn nữa Thái tử mấy năm nay vốn nổi tiếng hiền từ, vẫn luôn dùng lễ để đối xử với người đọc sách, lời của hắn không khác gì một chiếc ô trong mưa to gió lớn, khiến tâm trạng của các thư sinh chợt ổn định. Các thư sinh đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Thái tử. Bệ hạ Thánh Minh, Điện hạ Thánh Minh chỉ có thư sinh mặt vuông bị đánh đến đầu đầy máu không quỳ không bái, chỉ lạnh lùng nói. Điện hạ, khi nào thì nghiêm như hiền mới chết? chương 359, hóa giải. Dù tính khi thái tử có tốt hơn nữa cũng bị lời của thư sinh này làm biến sắc. Nghiêm như hiền là người của bệ hạ. Người này từ lúc 10 tuổi đã bắt đầu hầu hạ ở bên cạnh bệ hạ. Bệ hạ muốn giữ hắn một mảng thì chẳng ai làm gì được hắn. Nhưng tội hắn phạm, lại là tội chết phải xét nhà diệt tộc. Thời điểm mấu chốt, Triệu Ngạn Lạc chỉ có thể trấn an đám thư sinh trước mắt. Các vị thư sinh xin yên tâm, các người cuối cùng sẽ đợi được đến ngày này. Lời này nói rất mơ hồ, nhưng khiến cho người ta có hy vọng. Thư sinh mặt vuông kia quỳ xuống với thái tử, dập đầu ba cái rất khí phách. Triệu Ngạn Lạc khẽ gật đầu. Chỉ huy sứ binh mã Ti Ngũ thành đâu? Tả Chi Phi bị điểm danh, không thể không tiến lên một bước điện hạ có thần đưa người bị thương đến y quán chữa trị sơ tán thích đáng đám người không được xung đột nữa vâng dương đại nhân dương nhất kiệt tiến lên nói điện hạ triệu ngạn lạc lại thản nhiên liếc hắn một cái những người đứng ở đây đều là trụ cột quốc gia tương lai của hoa quốc ta dương đại nhân về sau làm việc không được lỗ mãng lời này vừa nói ra ánh mắt các thư sinh nhìn thái tử cũng nóng lên Dương Nhất Kiệt che giấu sát khí trong mắt, không người nói với thái tử. Thần, biết tội. Một hồi vốn sung đột sắp máu chảy thành sông, được hóa giải ngay nhờ hai ba câu của thái tử. Đúng lúc này thân vệ phủ thái tử chạy tới, bọn họ vây quanh thái tử rồi che chở người lên xe ngựa. Bánh xe vừa khởi động, tạ chi phi đã tìm Yến Tam Hợp trong đám người. Yến Tam Hợp không khó tìm. Vóc dáng cô mảnh mai, cũng không mặc nho sam, chỉ liếc mắt đã thấy các huynh đệ binh mã ti vội hành động, đưa người bị thương đến y quán, những người còn lại đều giải tán nhà đi, nghĩ đến cha mẹ huynh đệ, thê tử nhi nữ trong nhà. Hắn vừa nói, vừa đẩy thư sinh qua một bên đi về phía Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp nhìn thấy người này, không tự chủ được lui về phía sau một bước, có xúc động muốn co càng bỏ chạy. Đáng tiếc có thể chạy đi đâu được. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ đến gần, nhìn tay người nọ túm lấy gáy áo nàng, sau đó, sách nàng như sách gà con tới trước mặt Chu Thanh. Trong nông nàng, không được để nàng rời đi một bước. Tả Chi Phi, câm miệng. Tả Chi Phi nặn hai chữ từ trong kẽ răng, lại giận không kềm chế được nói. Nhìn xem ngươi đã thành ra cái dạng gì rồi đi. Dạng gì, không phải chỉ là bị ướt thôi sao? Tên phá đám kia đâu? Đi đâu rồi? Hắn không đành lòng đánh mắng muội muội nhà mình, nhưng phải kiếm tên phá đám kia ra chút giận ánh mắt tạ chi phi như phun lửa, tìm người xung quanh một vòng, nhưng chẳng thấy bóng dáng lý bất môn đâu, tức đến không chịu nổi. Hôm nay nếu ta tha cho nàng thì tam gia ta sẽ tự móc hai mắt ủ rượu cho các người uống. Ngũ thập, ngũ thập, người muốn dùng cái gì ủ rượu uống? Một con gà luộc ướt súng khác đầy từng tên thư sinh ra, gian nan đi tới. Nương ta ơi, thế đạo gì đây, sao đám thư sinh này cũng dám? Ngươi cũng câm miệng cho ta. Tả chi phi chỉ cần nghĩ đến cây thương phía sau yến tam hợp, thì chẳng thể đè nén lửa giận được. Tên phá đám kia đâu? Tiểu bùi ra chỉ về phía sau. Tả chi phi thô lỗ đẩy tiểu bùi ra sang bên, bước tới trước mặt Lý bất ngôn. Lý bất ngôn vừa gương mặt hung ác của người, này, trong cái khó ló cái khôn. Tiểu thư phát hiện thư sinh tụ tập, bảo ta lập tức đi thông báo cho ngươi, sợ ngươi không giữ được mũ ô sa mới trên đầu. Tạ Chi Phi dừng chân trái. Ta đã vội đi hỏi người của binh Mã Ti. Tạ Chi Phi dừng chân phải. Lại dầm mưa to chạy về nhà. Hai chân Tạ Chi Phi đều dừng lại. Biết Tam Gia rời đi, lại cưỡi ngựa chạy tới, nửa đường gặp được tiểu bùi ra, đến bây giờ còn chưa thở nổi một hơi. Lý bất ngôn nhìn Tạ Chi Phi. Nghe nói Tam Gia muốn tự móc mắt mình ủ rượu cho chúng ta uống. Được, ta đang muốn uống một ly đây trên đời này không phải gió đông áp đảo gió tây cũng là gió tây áp đảo gió đông tả chi phi lý làm phiền tam gia đừng nói chuyện với ta lý bất ngôn ngừng đầu cười gần một tiếng nam nhân nói chuyện với ta không may mắn tả chi phi tiểu bùi gia cực kỳ hà hê khi người gặp họa ngũ thập nhà ta thành ôn thần rồi yến tam hợp đi tới ngăn lý bất ngôn dọa người đều trở về đi ta có chuyện muốn nói trong đầu tạ chi phi lập tức nảy ra một ý nghĩ. Chuyện có, đúng. Một chữ này khiến cho trái tim tất cả mọi người đều nhảy dựng lên, nhất là tạ chi phi. Các ngươi về trước đi, nơi này ta còn phải xử lý, giúp ta chuẩn bị nước nóng và quần áo sạch sẽ, hắt xì. Ta đi với ngũ thập. Tiểu bùi gia vừa nghe huynh đệ hắt xì, lại lo lắng. Chúng ta cùng xử lý. Yến Tam Hợp nhìn tạ chi phi, lại nhìn tiểu bùi gia Dường như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì. Bất ngôn, chúng ta đi. Lúc trở lại phủ, mưa vẫn rơi. Yến Tam hợp lau khô tóc, ăn xong hai chén cháo thì bọn Tạ Chi Phi mới trở về. Uống một chén canh gừng trước, rồi đi tắm rửa thay quần áo dùng cơm. Sau một hồi bận rộn, tất cả mọi người đều ngồi vào phòng khách nhỏ, Yến Tam hợp bảo thang viên đóng cửa lại, canh giữ ở cửa sân, đừng để bất cứ kẻ nào xông vào. Trạch viện, chủ tử hạ nhân tổng cộng không có mấy người, làm gì có người nào không biết sống chết sông vào phòng khách nhỏ chứ? Tất cả mọi người đều tự hiểu, điều này có nghĩa là lời Yến Tam Hợp sắp nói, cực kỳ quan trọng. Yến Tam Hợp không vội nói chuyện, mà đi qua đi lại trong phòng khách hai vòng, mới nói. Vụ án đường kỳ lệnh, quả thực là án oan. Một câu nói khiến mọi người biến sắc. Minh Đình Yến Tam Hợp điểm danh tiểu bùi ra nếu hắn là người ra đề thi khoa cử thì hắn sẽ sợ gì nhất ta tiểu bùi gia nghẹn lời một hồi lâu sợ bài thi không có tiêu chuẩn sợ sợ đề thi bị tiết lộ hoàng kỳ xen vào một câu đúng 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 sợ bùi tiếu bỗng nhiên vỗ đùi ta biết rồi đường kỳ lệnh sẽ không tự trộm hắn cần mặt mũi hắn là thái sư của thái tử đã là người đứng trên đỉnh thanh vân rồi yến tam hợp chuyển ánh mắt về phía tạ chi phi Ta và bất ngôn hôm nay đến nhà nghiêm như hiền, cố ý đi xem chỗ ngày xưa đường chi vị nghe kịch, đó là một hí lầu hai tầng. Tạ chi phi một mặt cảm thấy an ủi, ít nhất nàng đã thẳng thắn nói ra hành tung với mình. Mặt khác lại hơi tức giận, tòa nhà bị phong tòa cũng dám xông vào, lỡ như bị người khác nhìn thấy thì sao? Người có thể dựng sân khấu kịch ở hậu hoa viên thì sẽ không thiếu bạc. Yến Tam hợp xoay người, nhìn bóng đêm vô tận cho nên nguyên đường kỳ lệnh gian lận khoa thi vì tham tiền là không thành lập. Bóng đêm phát họa ra cái cổ thon dài của Yến Tam Hợp, tạ chi phi nhìn vào vết bầm tím trên cổ kia, không rời mắt được. Vậy ai muốn hãm hại hắn? chương 360, phân tích. Đúng vậy, ai muốn hãm hại hắn đây? Tiểu bùi ra nghi hoặc. Muốn định tội đường kỳ lệnh, chắc chắn phải có bằng chứng, nếu không tiền thái tử đã sớm giúp hắn lật lại án rồi. Chu Thanh Tiểu bùi ra nói đúng, không thể chỉ dựa vào suy đoán, mà nói đường kỳ lệnh oan uổng. Hoàng kỳ. Tam ti không phải là người nhàn rỗi, ai cũng có bản lĩnh lớn. Yến tam hợp xoay người, đi tới trước mặt tạ chi phi, hơi cúi đầu, nhìn thẳng hắn. Tim tạ chi phi cũng không nhảy nữa. Chúng ta đổi góc nhìn để suy nghĩ. Yến tam hợp. Hôm nay nếu thái tử không bước ra khỏi cánh cửa đó, kết quả sẽ như thế nào? Tạ chi phi bị cô hỏi mà ngẩn ra yến tam hợp không đợi tả chi phi trả lời đã tự mình nói sẽ đối kháng càng lúc càng kịch liệt người chết càng lúc càng nhiều thậm chí máu chảy thành sông tả chi phi gật đầu yến tam hợp vụ án nghiêm như hiền gian lận là do ai phụ trách tả chi phi thái tử yến tam hợp vụ án vừa bắt đầu điều tra đã gây ra chuyện lớn như vậy hoàng đế sẽ trách tội ai tả chi phi thái tử yến tam hợp Thái tử nói chuyện mới xảy ra lúc sáng đến trạng vàng các thư sinh đã tụ tập gây sự tốc độ này có bình thường không? Tả Chi Phi nhanh quá. Yến Tam hợp có thể thấy được là có người ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa người thừa nhận không? Tả Chi Phi thừa nhận. Yến Tam hợp như vậy ta muốn hỏi Tam gia sẽ là ai ở sau lưng trợ giúp đây? Ai? Người kia đào quanh cổ họng Tả Chi Phi hắn chỉ cần khẽ há miệng là có thể thốt ra ngươi chắc chắn biết người nọ là ai nhưng ngươi không có chứng cứ tả chi phi gật mạnh đầu khi một chuyện không có chứng cứ gì nhưng lại xảy ra như vậy yến tam hợp hơi nhướng mày như vậy chúng ta sẽ vứt bỏ tất cả chứng cớ chỉ bắt đầu từ một chỗ tả chi phi chỗ nào yến tam hợp ai có lợi trong chuyện này nhất thì là người đó giúp đỡ sau lưng giống như một tiếng sấm sét giữa trời quang trong phút chốc tất cả mọi người cứng đờ ngồi tại chỗ trên mặt chu thanh và hoàng kỳ đồng thời thấy sợ hãi thư sinh gây sự hoàng đế trách tội thái tử ai có lợi nhất hán vương đường kỳ lệnh gian lận đường ra bị tịch thu tiền thái tử bị liên lụy ai có lợi nhất bệ hạ hôm nay tiểu bùi ra ôm ngực có hơi chịu không nổi yến yến tam hợp việc này việc này việc này chỉ là suy đoán của ta ngươi và tam ra vào tay trái ra tay phải không nên ghi trong lòng Yến tam hợp không để cho hắn nói tiếp. Tiếp theo ta muốn điều tra lão thái giám nghiêm như hiền, tòa nhà của đường kỳ lệnh sao lại rơi vào tay hắn. Nếu tiểu bùi ra và tam ra biết thì nói với ta một chút. Tiểu bùi ra kinh ngạc nhìn về phía tả chi phi, ngươi biết không? Tả chi phi cười khổ. Lúc tòa nhà đến tay hắn, đến đại ca ta còn chưa sinh ra. Vì đề phòng Yến tam hợp lại trèo tường vào nhà nghiêm như hiền, hắn vội vàng nói. Hơn nữa người này không điều tra được. Yến Tam hợp, người trong hoàng cung ai điều tra người đó xui xẻo. Lại một người nói cha không được. Thâm cung này rốt cuộc là cất giấu bao nhiêu bí mật không thể để cho người khác biết. Yến Tam hợp đặt tay lên bàn, nắm thành nắm đấm. Tả chi phi liếc nhìn nắm đấm, lại hơi không đành lòng. Hay nghĩ cách khác. Yến Tam hợp cũng cười khổ. Cách khác là gặp lại Lục thời, rất nhiều đáp án đều giấu trên người người này. Tả chi phi đột nhiên cảm thấy ngồi không yên bèn đứng phát dậy, đi qua đi lại trong phòng khách. Yến Tam Hợp. Hắn đứng lại trước mặt Yến Tam Hợp, hít một hơi thật sâu. Vì sao đáp án đều nằm ở chỗ lục thời? Chỉ dựa vào việc hôm nay hắn buộc tội nghiêm như hiền gian lận khoa thi mùa xuân. Nếu đây chỉ là trùng hợp thì sao? Yến Tam khép đôi mắt hơi lạnh nhìn tạ chi phi, nói. Tổ phụ nói, mai cụ tứ đức, sơ sinh vi nguyên, nở hoa vi hải, kết tử vi lợi, thành thục vi trinh. Sao? sao mai có đủ bốn đức, nở đầu tiên nên gọi là nguyên, hoa nở là hanh, kết trái là lợi, quá chín là trinh. Cho nên, cho nên ta muốn biết, trong tuế hàn tam hiếu, hắn dựa vào cái gì chiếm một chữ chúc. Đường chi vì có thể từ chối thái tử vì hắn, hoặc có thể nói là nàng bị tình yêu làm cho đầu óc mê muội nhưng đường kỳ lệnh thì sao? Mặt tả chi phi hiện lên một vết nứt, yến tam hợp rời mắt, nhìn gạch đá xanh trên mặt đất, như lầm bẩm lại như nói cho tả chi phi nghe đường kỳ lệnh rất giỏi nhìn người vậy lúc hắn nhận đồ đệ là đầu óc mụ mị sao tả chi phi ngọn nến nhảy múa tiếng mưa ngoài cửa sổ dần yếu đi trong phòng khách không có ai mở miệng nói chuyện ngoại trừ lý bất ngôn không thích động não mù gà mù gật năm người còn lại ai nấy đều nặng nề nặng nề nhất chính là tả chi phi đôi mắt hoa đào như bị phủ một tầng xương không thể nào gặp được lục thời vì có cẩm y vệ trước sau che chở. Hắn dương mắt nhìn bùi tiếu, người có cách không? Bùi tiếu im lặng lắc đầu, cách quái quỷ gì? Cha ta bây giờ cũng không vào được. Tả chi phi, vậy làm sao bây giờ? Bùi tiếu, có quỷ mới biết. Tả chi phi, tên nhóc ngươi dành chơi với quỷ hả? Bùi tiếu, ta tình nguyện làm quỷ bây giờ luôn, như thế thì có thể bay vào lục phủ hỏi cho rõ ràng. Yến tam hợp không cần nhìn mặt mũi nghiêm trọng của hai người, cũng biết chuyện này rất khó. Đúng lúc này Lý bất ngôn che miệng ngáp một cái, nhân cơ hội nói. Mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi trước đã, có chuyện gì, ngày mai nói sau. Tạ Chi Phi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chu Thanh, ra, ngươi đi nói với Thái Tôn một tiếng, chuyện của thư sinh hôm nay, có người ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, để hắn âm thầm điều tra xem là ai. Vâng, những người khác đi ngủ trước đi. Tiểu bùi ra không ngốc, nghe được tam gia có hàm ý, lắm miệng hỏi một câu. Vậy còn ngươi? Tả Chi Phi nhìn Yến Tam Hợp. Ta có chuyện muốn nói với nàng, ta không có gì để nói với ngươi. Yến Tam Hợp vội đứng dậy. Yến Tam Hợp, ngươi đang sợ ta. Ai sợ ngươi? Mùng Yến Tam Hợp nặng nề, khoanh tay, sắc mặt rất bình tĩnh, lạnh nhạt. Tả Chi Phi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn bùi tiếu, lý bất ngôn, lại lướt qua mặt Hoàng Kỳ, dụng ý cực kỳ rõ ràng bùi tiếu, đệt, sao tiểu gia lại cảm thấy mình dư thừa thế chứ? Lý bất ngôn, cẩu nam nhân, hoàng kỳ, ngủ đi, không gây thêm phiền cho tam gia nữa, đã đủ loạn rồi. Lúc phòng khách chỉ còn lại hai người, Yến Tam Hợp lúc này mới phát hiện khí thế của nam nhân đối diện mạnh thế nào. Ánh nến khiến mặt mày của hắn trở nên cực kỳ mềm mại, hoàn toàn khác với dáng vẻ ăn thịt người trước cửa đô sát viện. Ánh mắt cô không biết đặt ở đâu, chỉ có thể nhìn ra ngoài phòng. Ngoài phòng tối đen như mực, hạt mưa không ngừng gõ cửa sổ, âm thanh nghe có vài phần không rõ ràng, tựa như tiếng kêu xé tim xé phổi của hắn, cho dù chuyện đã qua nhưng vẫn thấy như đang mơ. Yến Tam hợp, Tạ Chi Phi hít sâu một hơi. Sau này cố gắng đừng để bản thân gặp nguy hiểm, mạng người chỉ có một, ông trời cho ngươi sống sót, không phải để ngươi đi mạo hiểm. Lời này, sao nghe kỳ lạ thế? Yến Tam hợp khó hiểu nhìn hắn phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn